dòng nước đó đã nhấn chìm cái con thuyền của bà xuống, mặc dù hai người dân đứng dọc hai bên bờ nhưng không ai cứu bà này. Là mình biết vì sao bà không cứu bà này không? Vào cái năm đó thì đất nước Thái Lan này đang ở trong cái chế độ nô lệ, người dân nếu mà chạm vào người trong dòng tộc Hoàng gia thì mắc một cái tội đó là khi thu đi chủ tộc. Cho nên là người ta mới sợ rằng là khi chạm vào người là bà này thì ra đến cái dư luận, cho nên không ai cứu bà này. Khi bà này mất đi thì vua La Mã chúng ta nghe câu chuyện như vậy xóa bỏ toàn bộ nô lệ cho người dân Thái Lan và có một cái cuộc sống bình an và hạnh phúc. Và trên cái dòng sông này ấy, gia đình nhà mình sẽ được ngắm một cái ngôi nhà được trong cái đất dụng khắc mà để lại cho người dân Thái. Đó là một cái dụng khắc của hai anh em người Malaysia khi mà sang bên đất nước Thái Lan này. Và đất nước Thái Lan này ấy, để lập nghiệp ở bên đây, hai anh em thì đi theo đạo Hồi giáo. Khi qua bên nước Thái Lan thì hai anh em quyết định là sẽ kinh doanh ở trong cái ngành đó là cái ngành dịch vụ về du lịch, phát triển về ngành khách sạn. Hai anh em quyết định là xây những cái tòa nhà để làm dịch vụ khách sạn. Đó là cái tòa nhà kia, gia đình nhà mình thấy có cái tòa nhà xốp vàng kia là cái tòa nhà của người Anh được xây dựng trước. Khi người Anh bắt đầu khởi công xây dựng thì người em cũng khởi công xây dựng, nhưng người em xây dựng một cái kiến trúc y hệt nhưng mà nó lại ráp với cái ngôi chùa mà chút nữa chúng ta lên. Khi mà người em đang xây dựng thì có một cái vị sư sang, vị sư này mới nói với người em: con muốn xây khách sạn cũng được thôi, nhưng mà con chỉ xây 20 tầng thôi. Người em mới nói rằng là anh em tôi có tiền, muốn xây 30 tầng cũng được. Nhà sư không nói nữa và vậy thì cứ xây đi. Ngôi nhà xây lên đến 54 tầng. Thì vào lúc đó vào năm 1997, đất nước Thái Lan trải qua một cái cuộc khủng hoảng về kinh tế, đồng tiền bạc ngái nó bị rớt giá trầm trọng. Người em phải vay mượn rất là nhiều.